Bữa ăn ngon sao rồi. Muốn không không? Chấm này mặn mặn ăn không hết. Mặn mặn, béo mặn ngon. Sáng sớm mới thức dậy à, ra sân quét sân có một chút xíu à, cháu ở sớm nó đem qua được cho được mấy củ phơi mì các bạn ơi. Bữa nay à, mình đã đem vô mình à, lột à, mình đem đi luộc luôn. Phơi mì này hình như phơi mì vàng á, củ bự bự không. Phơi mì vàng nghe nói ngon lắm rồi đó, giờ chưa ăn. Để lột ra. Phơi mì mà mình lột nó chạy ăn gì nè, chắc nó không có cay rồi đó, ngon á, lâu dữ không có ăn phơi mì luộc. Lột ra rồi cái gỗ luôn cô chú ơi. Bữa nay mình làm xong cái mình ủ con cháo qua ăn luôn. Nấu mình dắt nó cốt rồi vô ha, cho nó béo. Sáng em nấu gì sớm nha em? Mẫn nó đun cho mấy củ phơi mì, sáng sáng em múc xong á. Rồi, phơi mì bên đây đó hả? Ở gỗ luôn, em lột rồi cho nè. Phơi mì luộc hay gì? Hấp hả? Em hấp. Phơi mì này hấp mà có nó dừa nạo á, ăn ngon lắm á. Dạ, em đi hái một cái dừa đi. Em bắt lên em nấu ra, anh đậu dừa em dắt miếng cốt bỏ vô nó mới ngon á. Thôi vậy em hấp phai đi, anh đi bẻ dừa cho.
Sao dừa trắng quá vậy anh? Dừa mà mình ăn cái mì á, nó vừa gắp vỏ vậy nè ăn mới ngon, khô quá ăn đâu có ngon. Vậy hả? Khô quá ăn cái dừa nạo nó khô gan à, ăn nó kỳ lắm. Có ăn dừa không? Cắn à. Dừa ngon lắm á, quý uống không? Vậy em đi củ bự bự màu chín khoai mì này giống khoai mì vàng quá cô chú ơi, cái màu nó vàng vàng chắc mình nấu chín màu vàng. Hồi sáng con cháu nó cho mà quên hỏi nữa, nó cho là ăn chứ không có hỏi. Chuyện nào trước mình đọc trước không? Cái này là ăn cần con ơi, còn á nờ ăn mới là ăn uống đó. Em ơi, anh nậu dừa rồi rồi đó. Vậy em ở đây em coi hấp khoai đi, rồi chút nữa dắt cái cốt rồi anh đi đào đất nữa đó nha. Tại vì đắp cái nền cho nó rồi đi. Cốt rồi cô chú ơi, dắt nó cốt, bỏ hành, bỏ một tí muối vô ha. Cái này mình nấu chín nè, cái mình bỏ xuống trực tiếp với cái son luôn, mình lấy cái dĩa hấp nha, mình dưới nước cốt luôn. Nước cốt này bỏ muối, đường, nước hành dưới lên để lửa than cho nó thấm vô thôi. Quá thì gió nó nấu xoay nha, nó rầu chín. Xong mình đậy nắp lại để cho nước cốt nó rút vô khoai mì hết luôn. Béo.
Mình cắt lá chuối vô cái mình để vô cái sửng nè. Xong rồi mình gấp khoai ra đây nè. Khoai của mình chắc chín rồi đó, để mình dở rồi mình coi. À, mùi thơm quá trời luôn cô chú ơi. Coi nó khô, vừa khô vậy đó. Cái để nó khét. Ngon quá trời luôn. Bây giờ mình chấp nha. Ui nó mới khét rồi, thôi để mình nhấc xuống mới được. Nó khô nó khét luôn. Nó cốt nó bám vô bên trên. Nó khô nó khét. Đây mình cũng bột quá nè. Nó khô nè. Nhỏ mà luộc cái mì ha, là chờ cái củ khác khác thì giờ về rồi xin ăn cơm. Bây giờ mình không có để khác nữa, mình để nha vừa khô của mình chút xuống nó cốt để thấm vô khoai ăn nó béo. Cái này hồi mình làm thêm một chén mỡ hành ha, chấm rồi mỡ hành mà mình bỏ vô món muối mặn mặn chấm nó ngon lắm luôn. Mình bỏ thêm một ít dừa vô nữa ha. Dừa nãy chồng mình nạo á, cái mình lựa mấy cái miếng non non phía trong á, mềm mềm á, mình trộn vô đây. Và ăn cho nó béo thêm. Mình xấy miếng mỡ hành. Hành với muối. Có cái muối hành, mỡ hành này mình chấm nó phai nó mặn mặn mà nó thơm nó khéo khéo mình dịp chặt xuống để ngồi chặt. Mỡ hành mình sấy xong luôn rồi, bây giờ mình ra mình coi kêu chồng mình nghỉ tay đi, rồi vô ăn hơi mì nó còn nóng vẫn ngon. Gì con? Dạ ăn khoai mì nghỉ tim rồi ngủ hôm qua ăn ngủ hôm qua ăn khoai mì rồi cái ta ăn nữa mẹ ăn nữa với mẹ nữa. Mẹ luộc khoai chín hả? Dạ mẹ luộc khoai chín rồi. Con kêu qua con qua anh Mẫn chưa? Anh Mẫn hay gì? Dạ con qua kêu anh Mẫn đi rồi ba vô. Dạ đây mẹ. Để
Rồi cha con với anh Mẫn ở đây đi ha, rồi mẹ vô mà bưng phơi mì ra mới được, mới nấu chín luôn. Phơi mì tới đây, phơi mì nóng hổi luôn. Cho ngoài ăn miếng rồi mình ăn để dép cho sốt này, mà vô mình lấy cái dĩa cho cái tư. Đáng sợ quá luôn. Mỡ thành đi, ông ngoại phải chấm mỡ thành này lắm. Mỡ thành nó ngọt á. Mặn mặn, ngọt ngọt. Không, không có bỏ nước cốt vô đây nữa. Con không ăn mỡ thành đâu. Cốt luôn. Quần nó này ngon á. Miếng dừa cho mẹ. Cho biết còn đâu đắng. Em được cho bà nói trước. Gia đình cuộc sống nông dân xin mến chào cô chú và các anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay gia đình của mình ăn khoai mì hấp với chấm mỡ hành nè các bạn ơi. Có chấm cốt dừa đổ chấm. Xin mời cô chú và các anh chị ăn khoai mì hấp với gia đình của mình nha. Rồi xin mời mọi người ăn nha. Rồi bạn ăn, ăn đi bạn. Rồi bắt đầu mình ăn nè. Cái món này mới ăn rồi phải đầy được không? Con chú ơi, cái miếng dừa ngon á. Nó lạc hả? Trong hơi mình ốc có bỏ đường nữa. Đường có. Món mình chấm này là mặn mặn vô ăn cho. Bữa nay có thành viên mới các bạn ơi. Cháu ở nhà. Đây là cháu ở sớm, hồi sáng nó cho gỗ phai mì nè. Để sắp tới mẫn qua lấy cái giỏ luôn nha. Chịu không? Chấm hành vô. Chấm vào đây là mặn mặn ngon hả? Ngon cái này. Gì ăn luôn. Ăn chấm cái đâu hả? Ăn cái hả? Ăn cái khác hả? Ăn vừa. Trong hơi mì này nó màu vàng ta. Hơi mì vàng nó khô hả? Muối á, muối với thì nêm dần dần bớt đường bỏ ngoài cái mì thôi. Có muốn chấm còn có không, muốn phải đường cắt hay chưa cắt chắc muối ăn cục càng cắt càng ngon. Ăn cục có muối. Nhưng mà ta chấm mỡ hành thì nó ngon hơn, thì ai cũng được. Chấm mỡ vừa mỡ yếm à. Lâu dữ không ăn thì mày hồi nhỏ đi học á. Người ta nấu bán ha. Mua đằng có 500 à. Là ăn ngon luôn á. Con mì dưới khoai rang. Khoai rang nó ngọt. Phải nhân mặn với húi giờ đi học thôi. Thẩm thính. Ăn ăn oxy được không à. Không, con không có ăn khoai lang. Ừ. Không có bán. Lúc hồi đó đi học á, mua được có nửa ổ mì chan. Ở trường con. Nửa ổ mì chan thì có 1.000. Có 1.000 vậy? Ở trường nhớ lộn rồi đó. Hỏi thời em nửa ổ bánh mì chan 400. 400, 500 vậy?
trường con nhiều đứa thích phơi mì á, mà chạy em không có bán đâu. Rán con xin mì 400, 500. Không có tiền nhiều quá. Con nhiều muốn ăn được, con nhiều món ăn lắm. Có đồ. Con muối mạnh vậy. Con chết này, con chết này. Tôi từng đập con chéo ra phải. Khoai mì này cha trồng nhiều lắm hả mà? Khoai mì này cha trồng nhiều lắm hả? Ủa gì vậy? Trồng mì sáng là cha nhổ vô nguyên một lỗ luôn hả? Dạ. Cái anh Huy nó vui nữa nha. Bữa nay anh Huy cháu kia nó đi chơi không có nhà. Cái Bình Dương. Ông Huy đi Bình Dương bán nước tương. Quý đỡ cay quá à. Lúc hỏi đem về cho tao với mẹ trà cũ ăn. Ở yên đây. Quý đỡ ngay quá. Ăn đi, ngoài này còn nhiều lắm. Ngoài ăn không hết. Ngoài này còn quá trời luôn à. Nữa rồi em bỏ. Con bùi, giúp con bùi ra nó dơ á. Ăn con bùi luôn. Ăn con bùi bị dính dầu, chớp ăn. Coi mày này ăn ăn thôi mày này vậy chứ no lâu lắm à. Chắc no rất nhiều luôn. Trồng trại giờ tới 4 tiếng. Chắc là một cái ngọt còn. Ngon ha. Đặc biệt là bột đường ăn nhiều quá đi lắm. Chấm này mặn mặn ăn không hết. Mặn mặn béo mặn ngon. Ăn này phải lên thủ bà nhốt kế bên. Thôi mì bột quá trời bột. Ăn miếng dừa nữa. Hai anh em nằm luôn. Ngon chưa? Ừ, con trai mình nè. Ăn thôi mì té xỉu luôn rồi. Thôi mì cô chú ơi, hai thằng ăn thơ mì no quá cái nó ngã ngang luôn rồi cô chú ơi. Ác không tin. Ngon quá. Lâu lâu ăn thơ mì ngon quá. Anh hứa ơi. Ngon mặn nè. Thơ mì để cho. Để nó bự lắm, để chừa cho mở hai với con. Chừa cho mở hai với còn hai miếng con. Để đây mẹ lấy nha bên đây. Bên đây nè. Hỏi anh Huy, anh Huy có nhà đem cho anh Huy miếng nữa. Ăn no hả mà? Bữa cũng muốn no luôn rồi. Ăn mấy ba củ no rồi. Bắt đầu mình ngồi ngay để mình chào cô chú nha. À, cho mặt cho thấy coi. Video của mình tạm dừng tại đây nha cô chú ơi. À, hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Gia đình mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú và các bạn nha.
mà